Chào các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện, kênh chuyên video về phụ tùng xe 3-4 bánh xăng và điện. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chi tiết một cái bộ chế xe điện 3 bánh tải trọng từ 700 kg cho đến 1 tấn. Các bạn có thể nâng cấp bánh xe, nhíp giảm xóc để có thể chở hơn. Đối với bộ này thì khách chỉ cần dùng 5 tạ, 7 tạ cho đến 1 tấn là tối đa. Cho nên là bên mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái bộ này. Các bạn lưu ý nha, với sức tải của cây cầu này thì có thể chịu được hơn 1 tấn. Đấy. Nếu như về số, nó có số mạnh. Động cơ là 2000W, điện áp 60V, bộ đầu là phi 50. Tất cả những cái thứ trong video này là đầy đủ combo và đấu sẵn. Đây là bộ điện bên em đã đấu sẵn cho khách hàng. Còi, đèn, xi nhan, công tơ mét, chìa khóa, tay thắng, chân phanh. Có cả tay vịn cho hai cái bên của cái ghế ngồi. Điều khiển 2000W. Xi nhan đèn hậu. Cầu này là cầu 2000W cho nên là cầu rất là to. Tăng bua của nó có đường kính là 220. Đây là chi tiết của cái cây cầu 2000W này. Đây các bạn nhé, cầu 2000W có số. Đấy các bạn nhìn cái cầu đã biết là rất là to. Bên em thì hiện tại thì có các cỡ là 90, 1m, 1m1, 1m2, 1m3, 1m4. Nắp bánh thì các bạn cứ mặc định tính lên 10cm nữa là 1m4 thành 1m5. Đây là bộ nhíp. Nhíp này là nhíp dài 90, 7 lá. Phụ kiện thì bên em lúc nào cũng đầy đủ. Và các bạn mua hàng thì đều biết rồi. Đấy, bánh xe 500-12 loại thường. Các bạn có nhu cầu mua những cái bánh 500-12 loại đắt, loại tốt hơn ấy, thì bên mình đều có nhé. Nhưng đối với này cái bộ này khách hàng chỉ cần như vậy thôi. Thì các bạn mình sẽ báo giá như cái bộ này. Còn khách hàng có nhu cầu cao hơn thì khi mua hàng bên mình sẽ có trao đổi thêm. Mình đưa một cái bộ này ra là để cho các bạn biết là trong một bộ nó có những cái gì. Đấy, đối với phụ kiện nhíp thì các bạn có thể tham khảo những cái video trước. Mình nói nó gồm những cái gì hoặc các bạn cứ nhìn trong video, các bạn kiểm đếm. Đấy. Đây là phụ kiện phanh chân. Nó gồm 10 cái đòn để kéo phanh. Cái nào dùng tay phanh kép thì mình hàn chập lại. Cái nào dùng tay đơn thì mình để nguyên. Và mình trang bị 10 cái là tối đa rồi. Đấy, 10 cái là thường là tối đa. Nhiều người thì chỉ dùng đến 8. Nhiều khách hàng dùng đến 8 thôi. Bộ này thì em làm điện đóm hết rồi. Chức năng đèn lùi, đèn xi nhan, đèn pha, đèn hậu là đều có hết nhé. Có hạ nguồn xuống 12V. Đối với bộ này thì dùng hạ nguồn xuống 12V. Nhưng mà bình thường thì sẽ chạy trực tiếp điện 48 thôi, không cần phải hạ nguồn. Trong cái bộ này thì đợt này cái đèn đóm 48 mình đang hết, cho nên mình phải chuyển xuống 12V cho khách hàng. Đèn pha thì chỉ có một chiếc thôi các bạn nhé. Đây là mình lắp lên cho khách hàng dễ hình dung thôi, chứ không may các bạn lại bảo là sao video có hai cái đèn pha mà lại gửi cho có một chiếc. Đấy các bạn thông cảm là mình sẽ chỉ đưa đủ chứ không đưa thừa. Bánh trước là bánh 400-12, phi 50. Thì có thể gọi phi 50 là bởi vì cái phi này nó đường kính 50. Có cả phòng bi, ống bi. Các bạn cứ về hàn vào cái ống này thôi. Ống này thì rất là dày rồi. Đây, ống này dày đến 5-7 ly cơ. Thoải mái các bạn hàn không bao giờ hỏng được. Đấy, trục này là trục 17. Cho nên là không sợ cong vênh, rất là khó. Sạc thì em trang bị là sạc dành cho các loại ắc quy từ 80A cho đến 200A. Là dùng rất là thoải mái rồi. Thì mọi chi tiết đặt hàng thì vui lòng liên hệ 0983 818 955. Tốc độ của cái dòng cầu này thì nó khoảng trên 30 km/h với số nhanh và dưới 20 km/h đối với số chậm. Tốc độ thì nó còn phụ thuộc vào tốc độ
có tải hoặc là không tải. Đấy. Với bộ nhíp này thì các bạn có thể gia cố thêm bằng các cái giảm sóc của xe máy, hoặc là chống thêm cao su, hoặc là chống thêm những cái điểm tì vào phần 2 phần 3 phần nhíp. Đấy là mỗi người có một cách làm. Và mình sẽ hướng dẫn cho khách hàng sau khi mà khách hàng cài đặt thêm những cái điều gì. Mình xin lưu ý với khách hàng thì nên lưu ý thì với cái bộ dây điện này là nó dài từ phần đèn cho đến phần điều khiển là dài 2m3. Đấy. Thì nó cũng tương đối là thoải mái rồi, bởi vì 2m3 là đến cái điều khiển thôi, chứ còn xi nhan thì nó lại còn thêm một đoạn dây dài nữa. Đấy. Và cái dây điều khiển, dây động cơ nó rất là dài. Thì các bạn lưu ý là chỉ sử dụng dây động cơ nguyên bản, chứ các bạn không nên nối dài ra, nó sẽ yếu. Đấy, kéo dây động cơ lên đến đâu thì mình đặt vị trí điều khiển ở đấy. Cho nên là cái xe này thì có thể làm dài được đến 3-4 mét, vẫn có thể làm được với bộ dây điện này. Đấy. Thì những cái gì cần tham khảo thêm hoặc là bổ sung thêm, các bạn có thể comment phía dưới video để bên mình sẽ bổ sung thêm. Đây là có cả dây số nhé, số mo, số nhanh và số chậm.